Hello, xin chào cả cấp sinh lớp 12 của thầy. Trong video này thầy sẽ giảng cho các em cái lý thuyết nền tảng của cái bài giá trị lớn nhất, giá trị nhất của hàm số. Lần trước đó là thầy đã giảng cho các em cái lecture thứ nhất rồi. Bây giờ mình phải hiểu đó là trong mỗi một cái bài học đó nó sẽ chia làm hai. Một phần đó là thầy sẽ giảng tất cả những cái hoạt động trong sách giáo khoa cho các em. Và tất cả những cái đó chính là cái cơ sở nền tảng để các em tiến tới cái phần bài tập đó. Thì một bài đó thầy sẽ quay hai video, một video là cơ sở nền tảng, một video là giải bài tập, cho nên các em hãy tách nó ra. Nếu như các em đã có cái cơ sở nền tảng rồi, các em có thể bỏ qua video này cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái hoạt động số 1. Người ta hỏi các em là làm sao để nhận biết cái khái niệm lớn nhất nhỏ nhất. Chú ý cái này nó khác biệt ở ở cái cực trị nè, cái lớn nhất nhỏ nhất thì nó chỉ có một thôi mấy em. Trong một cái hàm số lúc mà chúng ta xét toàn cục đó, nó chỉ có đúng một cái nhỏ nhất hoặc đúng một cái lớn nhất, hoặc có thể là không có luôn, nhưng không bao giờ có hai cái nhỏ nhất. Còn đối với cực trị đó, các em có thể có bất cứ điểm cực tiểu nào, thậm chí cả vô hạn điểm cực tiểu luôn, nhưng mà nhỏ nhất thì chỉ có một cái mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời cái hoạt động một nha. Người ta hỏi các em cho cái hàm số và có cái đồ thị như hình 1.15 nè. Rồi bây giờ nó hỏi là trong cái đoạn 0,3 là đoạn này nó sẽ có giá trị lớn nhất là gì? Thì các em xem trên đoạn 0,3 cái đồ thị thì tô lại cho nó đậm nha. Mình sẽ có giá trị lớn nhất là 3. Các em nhìn được không? Ngay chỗ này nè. Còn giá trị nhỏ nhất là ngay điểm này là -1. Ok, tìm x0 sao cho nó lớn nhất. Thì mình trả lời luôn. X0 để nó lớn nhất chính là số 3. Đây. Ngay tại x bằng 3 thì y bằng 3, thì x0 bằng 3 nó sẽ đạt giá trị lớn nhất. Thì em trả lời ngay đây là x0 bằng 3 nha. Tương tự câu B, x0 bằng mấy thì nó đạt giá trị nhất, thì các em đọc cái điểm này là điểm 1 1 trừ 1 nha. Cho nên x bằng 1 thì nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất. Như cái này là x0 bằng 1. Sau đó định nghĩa mấy em tự đọc nha. Thật ra cái định nghĩa này nè mấy em không có học chung với giáo viên đó, mấy em đọc khó hiểu lắm nha. Phải đọc chung với giáo viên, xong rồi giáo viên nó họ mới tìm cái cách để họ giảng giải cho các em hiểu hơn. Chứ nếu mà chúng ta chỉ đọc định nghĩa thôi chúng ta không có hiểu đâu. Ví dụ thì mấy em tham khảo, bây giờ chúng ta sẽ giải cái luyện tập à. Này bài này nó ngắn nữa em, không giải hết. Bây giờ tới cái luyện tập thứ nhất. Đây. Luyện tập thứ nhất là nó hỏi các em tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất nếu có nghĩa là có thể có hoặc có thể không. Được chưa? Của cái hàm này. Thì bây giờ thầy phải lấy một phần giấy nháp một cái. Chờ thầy nha, thầy lấy giấy nháp cái nha. Ok. Câu A là các em phải hiểu đây là chúng ta phải có cái tập xác định nha. Tập xác định á là các em sẽ cho cái 2x trừ x bình này nè lớn hơn bằng 0, và các em hãy giúp thầy tự giải bất công trình này nha. Chúng ta giải ra bất công trình này nó sẽ là trong đoạn từ 0 đến 2. D bằng 0 2. Rồi, điều đầu tiên chúng ta phải lấy đạo hàm. Đạo hàm là nó ra 2 trừ 2x. U phẩy chia hai căn u nha. Căn u đạo là u đạo chia hai căn u. Vậy là ra chia hai căn này cho bằng 0. Cho bằng 0 sau đó các em sẽ tìm cái x bằng 1. Ok. Rồi chúng ta lập bảng biến thiên rồi chúng ta sẽ có mắc min thôi các em. Mới đầu chúng ta cứ tập các bài tập biến thiên đi. Không có lỗ đâu. Học đi, đừng có nghe ai chạy mới đầu học mắc min chạy thầy bộ nguy hiểm lắm nha. Sau này em thi đề của thầy em chạy thầy bộ không có được đâu. Học cách dễ tay đi, chạy thầy bộ sẽ dễ sau. Hệ số A âm, trên nơi này âm, này dương, đi lên đi xuống. Ok, giờ mình ta chúng ta điền điền những cái đầu này vào là chúng ta có thể tìm được mắc min được. Cái
Các em sẽ điền x bằng 0 vô cái hàm này là ra 0. X bằng 2 vô cái hàm này là ra 0. X bằng 1 vô hàm này là ra 1 các em. Ok, từ đây chúng ta có thể kết luận cái hàm này nó sẽ có giá trị lớn nhất là 1 tại x bằng 1. Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại x bằng 0 và 2. Vậy là em kết luận là max của hàm này trên đoạn 0,2 nó sẽ bằng y của 1 và bằng 1. Min của hàm này trên đoạn 0,2 nó sẽ bằng y của 0 và bằng y của 2, nó sẽ bằng 0. Là kết thúc cái bài luyện tập câu A. Tiếp theo là đến câu B các em. Câu B á là xét max min trên một khoảng. Này, một khoảng đạo hàm nhé. Câu B. Em biết tại sao thầy không cần tìm tập xác định không? Do cái khoảng một nó dư vô hạn này nó đã chứa cái này rồi, chúng ta không có cần tìm tập xác định các em. Đạo hàm cái này là ra trừ 1. Còn cái này là trừ 1 phần x trừ 1 các bình. Chú ý 1 phần V đạo là trừ V đạo chia V bình nha. Nhắc lại kiến thức. Cho nên đạo hàm là cái này. Thì các em sẽ thấy được là cái hàm này nó sẽ luôn âm với mỗi x của EG. Nếu các em cho nó bằng 0 nó sẽ không có nghiệm đâu, tại vì cái này âm thì nó sẽ nhỏ hơn 0 với mỗi x thuộc EG rồi. Với mỗi x thuộc 0 1 cái vô hạn cũng vậy thôi. Rồi bây giờ là vẽ cái bảng biến thiên cho thôi. Từ 1 tới dương vô hạn nè. Đây là x, đây luôn âm đúng không? Không có nghiệm gì cả, tức là luôn đi xuống. Ok chưa? Thì vấn đề của mình là điền vô cái đầu này thôi, mình thế số 1 vô. Lưu ý ở đây em thấy số 1 là bị lỗi liền. Từ 1 tới dương vô hạn là 1 cộng nha mấy em. Từ 1 tới dương vô hạn là 1 cộng. 1 cộng á, là nó sẽ là dương vô hạn. Mấy em tự coi thì thầy nghe, đây thì không có máy tính rồi. Ở đây máy tính trừ x cộng cho 1 phần x trừ 1. Kem con 1 cộng 0,01 nó sẽ ra dương vô hạn. Xong em con dương vô hạn nó sẽ ra âm vô hạn các em. Cho nên cái này là âm vô hạn. Như vậy mà chúng ta có thể xác định ở đây là sẽ không tồn tại giá trị lớn nhất, giá trị nhất luôn. Tại này nó đang ở vô cùng mà. Em ghi không tồn tại. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Ok. Xong tới hoạt động 2. Hoạt động 2 là giống như cái hoạt động 1 thôi em. Cho em một cái đồ thị kêu tìm lớn nhất nhỏ nhất. Thì chúng ta nhìn từ trừ 1 tới 2 nhé. Từ đây qua đây. Các em sẽ thấy rằng cái lớn nhất chính là số 1. Còn cái nhỏ nhất là cái trừ 2. Như vậy chúng ta sẽ có được là max của hàm này trên đoạn từ trừ 1 tới 2 nó sẽ bằng y của 0 đúng không? Y của 0 là ngay đây nè. Nó sẽ bằng 1. Min của hàm này trên đoạn trừ 1 tới 2 nó sẽ bằng y của trừ 1 bằng trừ 2. Ok chưa? Bây giờ tới câu B. Câu B là nó kêu các em tính đạo hàm tại các điểm x thuộc trừ 1 tới 2 và f phẩy bằng 0, mà f phẩy bằng 0. Đây. Đơn giản. Trên những cái đoạn trừ 1 tới 2 nó kêu mình tính đạo hàm đúng không? Là em sẽ lấy đạo hàm ngay đây. Đây, lấy đạo hàm. Thì câu B á nó sẽ ra là đạo hàm, hay ghi đạo hàm bên đây luôn nha. Đạo hàm là 3x bình trừ 4x. Rồi. Em cho bằng 0 luôn, nó kêu tìm bằng 0 luôn à. Nó sẽ ra hai nghiệm, một nghiệm là x bằng 0. Một nghiệm x là 4 phần 3 các em. Đó là yêu cầu của câu B. Yêu cầu của câu C là tìm giá trị những cái đầu mút và tại các điểm ở câu B so sánh những cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất này. Ok. Rồi, bây giờ em có hai đầu mút. Hai cái đầu mút là F trừ 1 là nó bằng trừ 2 cái nè. F0 như thầy nói là bằng 1 rồi. F4 phần 3 là mình phải bấm máy rồi. Nhập này vô, bấm.
x mũ 3 chữ hết bình cộng 1 con 43 nó ra trừ 5 phần 27 nha, trừ 5 phần 27 là trừ 0,18. Cuối cùng là em tính f của 2 nó ra 1. Thì người ta ý người ta kêu so sánh những cái này nè, có cái nào lớn nhất thì các em thấy là nó sẽ lớn nhất tại ngay hai đầu mút. Ủa, lớn nhất tại đầu mút bên phải với ngay tại số 0 nè. Còn nó nhỏ nhất ngay tại đầu mút bên trái. Cái này là mắc. Hay là mắc cùng bằng 1, còn này là min mấy em. Có nghĩa là giá trị lớn nhất là 1, giá trị nhỏ nhất là -2 đó. Như vậy ý của hoạt động là để làm gì? Ý nó kêu là mấy em hiểu bản chất của việc tìm mắc min trên đoạn. Tìm mắc min trên đoạn á, thì giá trị mắc min nó chỉ có thể đạt tại hai đầu mút hoặc là nghiệm của đạo hàm. Ý của cái mục đích của hoạt động 2 là vậy đó. Rồi, ở đây người ta đưa ra cái nguyên tắc để mấy em tìm mắc min nè, mấy em tự đọc giùm thầy nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái luyện tập thôi. Rồi, luyện tập số 2, người ta kêu các em tìm mắc min trên đoạn. Điều này có nghĩa là khi chúng ta có cái bộ công cụ mới đó, chúng ta tìm mắc min trên đoạn là chúng ta không có cần thiết phải bài quyết thiên nữa. Chúng ta chỉ cần tìm nghiệm của đạo hàm, xong rồi chúng ta tìm giá trị của hai đầu mút với cái đạo hàm là xong rồi. Y phải bằng 6x bình trừ 6x cộng 5 bằng 0. Mấy em tìm nghiệm đi. Mod 53 6x bình trừ 6x cộng 5. Gây vô nghiệm nha. Vô nghiệm các em thấy không? Vậy là vô nghiệm này. Vô nghiệm thì chúng ta chỉ có hai đầu mút thôi, đúng không? Vậy là chúng ta tính y0 và y2 thôi. Y0 là ra 2. Y2 là thế vô. 2x mũ 3 trừ 3x bình cộng 5x cộng 2 con 2 16. Ok, như vậy chúng ta có thể xác định được giá trị này là min, đúng không? Còn cái này chính là mắc. Là xong. Thế câu B. Câu B này cái vấn đề khó của em là lấy đạo hàm đó nha. Ok, lấy đạo hàm. Đạo hàm là U nhân V nha. U đạo là ra 1, vậy là em muốn trừ x. Cộng cho V đạo là ra dấu trừ. Nhân x cộng 1 bằng 0. Xong em đặt nhân tử em muốn trừ x nha. Ở trong còn lại 1 trừ cho x trừ cho 1 bằng 0. Như vậy em có hai cái, một cái là e muốn trừ x bằng 0, rồi cái này vô nghiệm rồi. E là một số luôn dương mấy em. Một cái là x bằng 0 mấy em. 1 trừ 1 là 0 rồi. Rồi vậy chúng ta thấy là số 0 nó nằm trong cái đoạn này nè mấy em. Chúng ta vẫn nhận nha. Như vậy mình sẽ đi tính y của trừ 1. Y của 1 và y của 0. Y của trừ 1 là thế trừ 1 vô đây nó sẽ ra 0. Y của 1 là thế 1 vô đây nó sẽ là 2. Nhân cho e mũ trừ 1 là 2 phần e. Y của 0 thế vô đây là cái này là 1, còn này e mũ 0 là 1. Vì cái này là 1. 2 phần e là nhiêu ta? 2 phần e là xấp xỉ 0,3. 0,7. Như vậy chúng ta có thể xác định ở đây min là 0, mắc là 1. Ok. Rồi. Bài này cơ sở cơ bản là gì hết là hết rồi mấy em. Lị vận dụng như thầy đã nói rồi, vận dụng là thầy để mấy em tự làm nha. Cơ bản là bài này chỉ có nhiêu đó thôi à. Còn cái phần bài tập hồi sẽ quay cho mấy em theo một cái video khác nha. Tạm biệt các em và chúc mấy em tốt. Bye bye.